lười tôi đi vào toilet. Cái này gọi cái gì ạ? Một trong những cái kỹ năng mà sẽ đi chụp hình với mạng. Xong. Mình ngày xưa đi chụp ở trời ấy. Ngày xưa người mẫu đâu gây kỹ bây giờ. Đúng không? Dây nhận rất là rất là nhiều. Ngày xưa đi chụp hình ngoài, thật sự ngày xưa bây giờ ấy, ekip một ekip 5-6 người đi theo trợ lý. Chứ cái này 12 năm trước khi gặp người mẫu ấy, là đều sẽ chui vào mặc như thế này, sẽ đứng ở trong một cái gốc cây ở đó. Rất xịt đỏ, đỏ. Đó. Trang trần rơi xịt đỏ ngay trên bể bơi. Trang trần rất xịt đỏ ngay đi. Thấy không? Đây. Với kỹ năng này tôi cũng chạy chậm đó, sau đó rất dạng dàng kéo lên buộc cái vòng eo 70 à, một vòng eo 93 mà vòng eo hôm nay đã giảm 93 rồi các bạn, và đến giờ này cũng kéo với các bạn lên hoàng đâu, thật sự rất là bức xúc rồi các bạn. 5 giờ rồi mà đã đuổi ra ngoài rồi vẫn không thấy mẹ về, và cái lúc mà tôi rủ lại mẹ đi chơi thì mấy lắm chơi đâu. Có dạy đẹp. Anh ơi, người ta có vợ. Chị gái bị kì các bạn. Những người lớn tuổi là phân kỳ ghê. Con này Hương, chị về hay chúng mình về mẹ trước đi. Có tin không? Giờ này cả tất cả các bầy hết rồi. Mà không thấy con mẹ đâu. Tôi nghĩ là ở những cái khu vui chơi này rộng rãi này, là bà ấy chắc là tìm chỗ nào bà trịch cái sao ấy. Em trai ơi, chị có một cặp bạn bị lạc, em phải gọi lên bộ đàm là yêu cầu chị Hương Hoàng về địa điểm được không em? Bà cũng hiểu, chị có người bạn hai vợ chồng Tây đi đến từ bây giờ chưa về mà chị không làm thế nào gọi được, gọi tổng đài đúng không em? Một người nữ Việt là Hương Hoàng, người Tây là PE. Đây rồi. Ôi trời ơi, đây rồi. Chơi đã quá. Hết tất cả các trò luôn. Em sợ quá, em sợ quá. Hương, Hương, Hương. Chị chơi các trò hay là chị chui vào cái góc nào cho mà chị chơi thì thế nào? Không, chị tất cả các trò. Không, em không tin. Em thở, Pierre. 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 How long time do you and Miss Hương play, play, play? Ở đây, why long time? Hương, tôi nghi bảo lắm nha. Chơi đá luôn là chị, sao lúc em rủ chị không muốn lại thế các thế? Lúc em rủ chị không nghĩ. Rồi cả nhà thấy không? Tôi đã cảm ơn em, đây là cặp chồng tay về rồi. Đấy là đã phải ấy, là định đi gọi loa rồi em ạ. Thế là bây giờ không về. Cả đoàn đi chơi đến hải sản chị cũng biết. Đó, đây. Đỉnh cao của việc phải chơi các tư thế các bạn. Mấy trò của ta cũng đi. Anh rổ cho tìm bạn. Nắp trò đi mẹ. Không phải cái trò đi này là vòng 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 bốn 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 phao với nhau, chỗ đi thích lắm. À. Vòng vòng bốn phao bà có hai vợ chồng mới đi thế nào bốn phao? Tính xếp hàng ở ngoài cắp treo nữa đấy. Trời ơi chị Hương đó các bạn. Cái gì đây bà Kiến? Ờ no no no, tao hỏi ngày mai quay đến được không? Không. Cái gì? Không bao giờ quay lại nữa đâu. Cái gì không bao giờ khai ghê. Không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Kiến cũng lại quay lại đây à? Ăn tẩm quá. Kiến muốn chơi ở đây không? Bán ở đây luôn đi. Kiến luôn muốn ở đây luôn à? Trời ơi, bà chơi cái gì mà chơi bà phi vào đấy mà tôi sáng nay không hề trang điểm nha. Chị đánh nha, em lâu rồi đấy. Sáng nay Hương không có trang điểm nha, mà mắt gấu trúc với lại môi thì nó chè lè ra, không có trang điểm. Mà tôi có biết em sao? Đấy đuổi rồi kìa. Chị không có trang điểm. Một lát mai đứng xếp hàng thấy bà luôn nè, cắp treo. Chị không việc gì xếp hàng, chị cứ đi từ từ. Mọi người cứ xếp và mình đi đến đoạn cuối. Dạ, muốn gặp trang thuật cân sớm. Chị sẽ trang gió cân sớm. Hãy, hôm nay mày trang. Mày có xuất lực lực sống chưa?
bạn thấy không? Tôi biết chơi những trò vận động. Đây là người đi chơi kinh nghiệm này. Không bao giờ mặc hai mảnh, mà hai mảnh còn buộc dây. Đây là tôi phải mặc cái liền thân. Còn tại vì em đã bị tụt quần một lần rồi. Em bị tụt quần bên Úc là em mặc cái bikini dây này. Xong rồi anh bụng một cái. Bụng. Ôi trời ơi. Bay. Hương à, lần sau Hương à, phải mua bộ liền người. Chị đi chơi cảm giác mạnh của chỗ liền người. Đó, cười quá trời, cười tay như này, cười lên, cười lên thôi nhá. Tao bảo này, tao bảo là cái phải nghe như này. Tao là nước này. À đây này, giống như là cái biển nước sóng này. Thế tao bắt đầu là nó hất phát lên. Đến trên cao kia thì mình lên đỉnh thấy không? Thế là cái đồng người, coi này, tao đứng nha. Quay. Ơ, thế thế bọn mà đó. Ôi, nó bỏ. Ơ, nó bỏ. Con sợ bà luôn. Trời ơi. Chị quên tên nhà là Charlie. Này, 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 này